Rồi bác cho con biết tên của bác ạ. Tên là tôi là họ và tên là Mai Xuân Cán. Mai Mai Xuân Cán. Cán hả? Cán a a nè. Cờ Dạ. a nè. Dạ, cán trong từ cán đáng ha. Dạ, con ạ. À. Dạ. Rồi hiện tại là bác Cán là đang ở tỉnh thành nào? Đại Lộc Quảng Nam. À, Quảng Nam. Dạ. Vâng. Năm À. năm nay là bác Cán là bao nhiêu, ba mấy chục rồi bác À, hả? sinh năm 41. Ồ, 41 vậy là năm nay cũng 82 rồi đúng không? Dạ, chúc mừng bác nha. Trông bác còn rất là khỏe đó. Rồi hôm nay là bác Cán là kết nối là để kiếm ai bác ạ? Kiếm mà đứa con, Dạ. đứa con trai À, con của bác tên gì? mê tắc. Mai Tất. Dạ. Rồi anh Mai Tất là sinh năm mấy bác ạ? Sinh năm tháng 11 năm 64 âm lịch À, á. dạ. Năm 64. Vậy Năm là năm 64 âm lịch dạ. năm Thìn Dạ. đó đó. Dạ. Rồi hồi đó vì lý do sao mà thất lạc ra làm sao bác? Thì coi như hồi đó là ở quê nhưng mà sao ớt liệt quá, cái là tôi đưa vợ tôi về ngoại, tức là ở chỗ Phú Đa. Chỗ Phú Đa là bến phà của Đức Dục á, huyện Đức Dục đó. Dạ, thuộc À, tỉnh mà nào bác? cũng ở trong 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 tỉnh luôn, mà về bên thuộc đó là huyện Dạ. Duy Xuyên. Dạ, di À, chuyển biết Quảng tỉnh Nam. nào Ừ. mà Quảng Nam á. Dạ, rồi sao nữa? Sau khi đưa về đó rồi sao nữa? Rồi ở với ngọ mà ở dưới thuyền á, Dạ. à, có sao cứ bị pháo kích bắn vào là coi như trúng cái thuyền, à, mẹ nó chết, nó Dạ. bị thương nhẹ thôi, rồi coi như rồi gì cũng bị thương, rồi đưa Mỹ á, là chở trực thăng ra Đà Nẵng Dạ. chữa. À, thì ngày bị thương á, là ngày mùng năm, à, tháng giêng à, năm 69, Dạ. à, Dạ mùng lúc năm tháng đó. giêng năm 69, tức là âm lịch chứ không nhớ được cái ngày dương. Dạ lúc đó là anh được 4 tuổi. À, cô Dạ. như 4 tuổi rồi đó, 4 tuổi cứng đó. Dạ. Rồi rồi sau khi máy bay chở đi rồi sao nữa bác? Sau khi đó là chở ra Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng thì coi như là đang điều trị á, thì vết thương cũng nhẹ thôi, là cái sao cái là gì hắn chết, cái bà ngựa bỏ về để rồi đó, là sao ra lại á, là tìm không thấy thì nó đưa qua bên bên An Hải Đà Nẵng đó, Yeah. cái, qua bên đó là lúc đó là à, bên Mai Sơ á là họ quản lý, Dạ. thì đâu ra hổ cái rồi họ nói từ họ chuyển đâu rồi, nó rửa ra không biết đòn. Dạ. À. À. Ừ. Vậy là do người mẹ mất cho nên là dì lại để lại ở đó cho ma sơ quản lý. Dạ. Dạ, rồi sau đó nữa thì nghe tin là đưa đi đâu rồi không biết. Không biết. Dạ. À, lúc Thế đó còn thì ảnh cũng được 4 5 tuổi rồi, cũng hy vọng là ảnh còn giữ được cái tên của ảnh. cũng đã biết rồi, coi như chị của hắn là tên Thước, hắn là Tắc. Dạ, À, chị tên Thước. dạ. Dạ. Thước là chị ruột á, còn chị ruột thì còn đây. Dạ. À. Ừ. Rồi bác cho con biết là tên của người mẹ. Tên người mẹ là Nguyễn Thị Ô, tức là thứ bốn, tên Dạ. Ô. Dạ, Nguyễn Thị Ô. À, Nguyễn Thị Ô, còn trong gia đình thì có người em tên là Thước. Không, người em tức là em của chị á, của thằng Tắc á, À, chị của Tất là tên là chị của anh Tất tên là chị Thước. con của chị Ô nó đó. Dạ. Dạ, con hiểu rồi. Thì Dạ. cũng nhắc tên của một số người trong gia đình, biết đâu thì ảnh có nghe, ảnh có nhớ. Dạ. 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 Rồi Coi con như năm. cậu Dạ. ruột á là Nguyễn An, Dạ, cậu cậu ruột ruột. quá Nguyễn An, An cái tới ô đó, Dạ. à, đó,
Bà ngoại là Phạm Thị Toàn. Dạ. Còn bên nội thì nói thật là hắn chưa biết, bởi vì lúc đó 4 tuổi là đưa qua bên đó rồi thì hắn không biết được. Dạ. Còn bản thân tôi là cha hắn, nhưng mà là thoát ly trước khi hắn đi qua đó. Dạ, nên là cũng không có Không gần gũi nhiều bác ha. còn gửi từ đó đến bây giờ là không không gặp nữa. Dạ. Từ khi 64 tôi đưa qua bên đó là tới nay là không biết con nữa. Dạ. Thưa bác thì gọi là cái ghi nhận thông tin thì con ghi vậy thôi, chứ còn trên thực tế đó thì là nếu mà ai thất lạc trong những năm đó thì người ta vẫn cứ có quyền lên tiếng, rồi chúng ta sẽ sàng lọc. Và với cái khoa học bây giờ thì nó hay được cái là có điểm trùng khớp vào mốc thời gian, hoặc là có nghi ngờ thì chúng ta xét nghiệm ADN thì nó ra sẽ ra liền hả. Dạ, bởi vì lúc đó thì ảnh cũng còn quá nhỏ đó, cho nên đôi khi là chưa chắc ảnh đã nhớ được cái gì, những người tên trong gia đình này kia chắc đôi khi ảnh không nhớ đâu. Dạ, thì có ai nằm trong những cái hoàn cảnh đó đó mà trước đây đã được máy bay Mỹ chở đi điều trị, rồi cho đến là gửi cho ma sơ, ví dụ như là có những cái trường hợp có hoàn cảnh như vậy thì người ta cứ mạnh dạn người ta lên tiếng. Dạ, rồi có ai báo gì thì con cho gia đình mình biết nha bác nha. Thì tôi cũng nhờ chương trình và coi như ở trong cộng đồng á, có những ai mà biết được con tôi nơi đó thì tôi đã nhận được con tôi, thì cũng cảm ơn cho chương trình, thì cũng hậu tạ là 10 triệu đấy. Dạ, thì cũng mong là trên cộng đồng có ai thấy cái trường hợp nghi ngờ thì xin báo tin giùm, rồi chúng ta sẽ sàng lọc. Rồi có ai báo gì thì con sẽ thông tin cho gia đình mình biết nha bác nha. Thôi Rồi, cảm rồi, ơn anh rồi, nhiều, cảm rồi, ơn con chào chương bác. trình. Dạ, bye bye bác. Rồi, anh cho em biết tên của anh ạ. Anh tên Trịnh Quang Hiếu, À, anh Hiếu. Anh Hiếu là sinh năm mấy anh Hiếu? sinh năm 72, 1972. Dạ, hiện tại là anh Hiếu là ở tỉnh nào? Anh ở Vĩnh Lộc B, Bình Chánh đó. À, Bình Chánh. Rồi, hôm nay anh Hiếu kết nối là để kiếm ai á? Để kiếm bà chị lớn á, À, chị của anh tên gì? tên mẹ cho biết là tên Trịnh Ngọc Hà. Trịnh Ngọc Hà hả anh hả? Dạ, giờ chị Hà sinh năm mấy anh? Chị sinh năm 1968. À, rồi hồi đó thất lạc nhau trong cái tình huống thế nào? Lúc bà đi lính thì có ông bà con đó, ông kêu là một mình mẹ ở nhà nuôi không được, để ông gửi lên cho coi như viện. Ông cậu đó giờ ông chết rồi, ông đem lên coi như viện, nghe mẹ nói là ở đâu gần thì nghe đó. Ông Rồi có gửi vào cô nhi viện ở gần thị nghè. Dạ. Lúc gửi là chỉ được bao nhiêu tháng tuổi hay là được sao? 1 tuổi mấy gì đó. À, 1 tuổi, hơn 1 tuổi. Và cái người cậu đó tên gì? Tên tên Hình. Ông nói sau này ông làm ông cha Cố Quỳnh, mà giờ ông chết rồi. À, tên Quỳnh hả anh? À, cậu Quỳnh. Bởi vì là có thể đôi khi lên đó thì cậu có ghi lại cái tên của cậu đó, người ta hỏi thì có thể là cậu ghi tên của cậu, nên là nếu may mắn á, thì là chị Hà căn cứ vào cái tên của cậu thì có thể là nó cũng có cái điều để mình nhận nhận định á, có căn cứ để mình nhận định. Vậy là sau khi gửi ở đó thì gia đình mình có lên được ở đó lần nào để thăm nom hoặc này kia gì không? Có mẹ đi là kiếm một lần mà không không thấy thấy có, nghe nói À. là đưa đưa đi đi đâu gì, đi Mỹ đi đâu đó, mà À. có một đợt đi làm có chiếc máy bay bị rớt nữa, mẹ mới nói là chắc chị chết luôn rồi, mới không không có kiếm nữa. Dạ. Trước đây thì Tuấn Vy cũng nghe nhiều người nói về cái thông tin mà có một cái chuyến máy bay bị rớt, mà chuyến máy bay đó hình như là xuất phát từ trên Gò Vấp á. Nghe nói là chuyến có 2 chuyến để đưa trẻ em qua nước ngoài mà có một chuyến bị rớt, nhưng mà không biết vào năm mấy thì Tuấn Vy cũng không có rõ. Đó Thì thì cũng mẹ có nói vậy. thì cũng hy vọng rằng đó là không nhầm trong cái chuyến máy bay của chị của anh, và hình như là trong chuyến máy bay đó thì cũng sống sót, hình như sống sót được đâu 2/3 hay sao đó, nghe nói thông Đúng tin rồi, như cũng vậy. nghe nói vậy đó, mẹ cũng nói vậy đó. Sống sót được 2/3, còn 1/3 là bị mất. Đúng rồi. Rồi vậy thì cái thông tin của anh thì chị dựa vào, thứ nhất là cái mốc
gửi vào cô nhi viện, là lúc đó được chị Trịnh Ngọc Hà là được 1 tuổi, hơn 1 tuổi. Một Và tuổi. chị Trịnh Ngọc Hà thì sinh năm 1968. Còn tên của cái người mà ẵm chị Hà để cho là tên Quỳnh, Thủ Quỳnh. Tên Quỳnh. Cho tú vị biết tên của cha mẹ được không? Cha là tên Trịnh Quang Chính. Rồi, tên mẹ. Mẹ tên Nguyễn Thị Ngọc Hiệp. Rồi, cũng ở thành phố Hồ Chí Minh hết ha, thời điểm đó ha. Thời điểm đó là ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Tuấn Vị sẽ cập nhật thông tin, rồi có ai nằm trong hoàn cảnh mà xuất thân từ cô nhi viện mà có những cái thông tin mà nó tương đối trùng khớp hoặc này kia thì có ai lên tiếng thì Tuấn Vị sẽ báo cho anh Hiếu biết anh hết. Rồi. Anh cảm ơn ông Vĩ nhiều nha. Tại bây giờ ba mẹ anh cũng còn sống. Già lớn tuổi rồi, anh tính lên chương trình này, tại anh coi hôm nay coi cũng thấy em hay quá. Tính làm bất ngờ cho ông bà già mà không biết có hay không. Thì thật ra cái việc này thì nó cũng hơi vô chừng, bởi vì nếu thật sự là cái duyên của gia đình đến á thì Đúng rồi. chị sẽ nghe được, cũng hy vọng là như vậy. Và trong thời gian gần đây thì em thấy cũng nhiều người thất lạc gia đình á thì cũng đang theo dõi cái kênh của em để xem gia đình có kiếm hay không, thì em thấy cũng cũng có hy vọng Anh coi thường xuyên luôn đó em, thấy em anh. hay. Cái gì cũng cảm ơn em nhiều trước nha. Mong mong cộng đồng nếu có ai biết được tin tức này thì cho xin báo cho Tấn Tấn Dĩ trên là lên cộng đồng biết, được tôi xin hậu tạ 15 triệu. Thì bây giờ thì anh vẫn còn ở thành phố Hồ Chí Minh anh ha. Anh vẫn ở trên đây. Rồi cũng hy vọng là kiếm được chị của anh để coi như là món quà cho ba mẹ. Đúng rồi. Rồi dậy nhanh nha, có gì để em báo anh hay. Rồi. Anh cảm ơn anh dễ trước nhiều nha. Bye. Bye bye anh. Rồi cô cho con biết tên của cô ạ. Cô là Phạm Thị Đạm. Phạm Thị Đạm. Cô Đạm sinh năm mấy cô Đạm? Cô sinh năm 1951. Rồi thưa cô là hiện tại là cô ở tỉnh thành nào? Cô đang ở thành phố Hội An. Hội An. Hôm nay cô Đạm kết nối là để kiếm ai cô à? Em gái, em gái. Hôm nay cô kết nối là để kiếm em gái cô. Em gái cô tên gì cô à? Em gái cô tên là Phạm Thị Bạch Yến. Phạm Thị Bạch Yến. Là cô Yến là sinh năm mấy? Sinh 55, năm 1955. 1955. Và trong cái quá trình thất lạc cô Yến như thế nào cô kể cho con nghe. Cô Yến vào Ban Mỹ Thuật á, là từ năm 1970. Ở với anh chị của cô ở trong đó. Rồi cái sau này là ở cũng thời gian lâu á, thì cô Yến mới không ở nhà đó nữa mà đi bán cá ở dưới chợ Ban Mỹ Thuật. Đến năm 74 á, là cô Yến không ở nhà của anh chị nữa. Cô Yến ở đâu á, thì không biết, nhưng mà lâu lâu có về. Thì đến năm lâu lâu mới về một lần. Thì đến năm 75 á, là ở trong Ban Mỹ Thuật bị đánh nhau đó, chiến tranh á, là nghe đâu á, thì người hàng xóm đó là cổ có về đó đó một lần, mà cái chỗ ở đó là cái chỗ xưa, cái chỗ khu trại giam binh sư đoàn 23 bộ binh á, là hồi đó bị pháo kích, bị cháy hết trơn, nhiều người chết lắm, cho nên nghe là cổ về cổ thấy cháy hết là cổ bỏ cổ đi luôn. Từ hồi đó đến giờ là không 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 có tin tức gì hết. Nhưng mà đến năm 75 á, đến năm 77 á, thì có một một người cháu của bà chị á, bà chị là cái tôi xin lỗi cô nói chỗ này, khi mà ở trong Ban Mỹ Thuật chiến tranh á, thì khi mà yên ổn rồi thì anh chị Văn Hà là anh của cô á, về ở Hội An, thì á, là tìm Yến không ra. Thì đến năm 77 thì có một người cháu của chị Hà về nói là có gặp cô Yến ở trên chỗ đường bến xe Đà Lạt. Thì cô cái chú đó mới hỏi tại sao cô không về nhà, thì cô Yến mới nói là nhà ở đâu nữa mà về. Thì vừa nói đó thì xe chạy, cho nên nó là con cũng không biết được là chị cô Yến ở đâu, mà hồi đó giờ lâu rồi cô không có. Rồi vậy là quê của cô Yến là cũng ở Hội An luôn cô ha.
Yến cũng ở với cô hồi xưa chừng. Dạ, vậy là vào năm 70 thì đi vào ở trong Buôn Ma Thuột, Đúng rồi rồi. tới tới năm 74 thì thất lạc từ đó. Dạ, do chiến tranh nên về nhà không thấy nhà nữa, rồi đi nơi khác. Đi đâu không biết chứ không về luôn. Dạ, rồi. Thưa cô, cho con biết thông tin ở quê mình là mẹ cô Yến là tên, ba mẹ cô Yến là tên gì? À, ba cô là Phạm Khải, Dạ. mẹ cô Rồi. là Võ Thị Ngoạn, Dạ. mẹ của cô là mẹ của Yến là Võ Thị Ngoạn. À, Võ Thị Ngoạn. Dạ. Rồi trong gia đình có được mấy anh chị em hết? À, trong gia đình cô là có ba người, là Dạ. anh của cô là anh Băng, là em Yến vào ở với anh Băng á, Dạ. rồi à, cô và Yến là ba người. Dạ. Thì cũng cũng hơi khó hiểu một cái là nếu mà nhà ở trong Buôn Ma Thuột mà bị vậy thì sao không về quê ha cô ha? Thì hồi đó là chiến tranh đó, không về được đâu. Dạ. Rồi vậy cái còn nhà của cái người mà ở Buôn Ma Thuột đó là tên gì? À, nhà bà Văn mới thuộc là hồi nó cái trại gia binh đó, Dạ. gia binh. Còn cái khi mà cô Yến đi bắn cá nó thì ở nhà ai mình không biết được. Dạ. Ừ. Và sau năm 74 thì nghe nói là gặp ở Đà Lạt, có người gặp ở Đà Lạt. Bảy À 77, dạ 77. sáu bảy bảy gì đó, 76 77 gì đó thì cái anh À. mới gặp. Dạ. Thì ban đầu thì con cũng e ngại là trong cái chiến tranh đó thì đôi khi cũng hơi khó khó biết, nhưng mà tới năm 76 77 thì nó hòa bình rồi mà vẫn còn gặp ở Đà Lạt thì con thấy cũng có khả năng tìm kiếm. Thì trong cái câu chuyện của cô thì hy vọng là cô Yến đang còn bảnh giỏi. Còn nếu mà rủi mà không còn bảnh giỏi nữa thì có thể là cũng có nói cho con cái, thì nói cho những người thân biết là thông tin ở ngoài quê là có những người thân như vậy thì chắc là con cháu cũng sẽ nghe được. Đó thì cô cũng mong như vậy đó. Dạ. Rồi, vậy cái hình mà cô gửi cho con cái áo trắng đó là hình của cô Yến đó cô ha. Dạ. Em chỉ có một cái hình đó thôi chứ cô không còn cái hình nào hết á. Dạ rồi, rồi con đã nắm được câu chuyện rồi, thì con sẽ cập nhật lên ở trên cộng đồng, cũng hy vọng là trong cộng đồng có ai nghi ngờ cô Yến ở đâu thì báo tin giùm, hoặc là con cháu của cô Yến mà có nghe được thì có ai phản hồi gì con cho gia đình mình biết nha cô nha. À, mong cộng đồng giúp tìm được em tôi. Nếu như em tôi mà lỡ có mất đi thì còn gia đình con cháu thì cho tôi biết tin tức, thì sau này tôi sẽ hậu tạ 10 triệu. Dạ. Rồi, vậy con xin ghi nhận câu chuyện của cô, rồi có ai báo gì con cho cô hay nha. Rồi, cảm ơn Dạ con dạ trước cái. dạ. Dạ. Dạ, rồi chúc sức khỏe cô nha. Dạ Cô cũng dạ. chúc con sức khỏe Dạ. nha. Bye bye cô.